nghề phi công tưởng chừng chỉ dành cho phái bởi những yêu cầu rất khắt khe về thể lực, sự nhanh nhạy, bản lĩnh trước áp lực. Nhưng vẫn có những phụ nữ bằng tài năng, cầu tiến, tự tin, điều khiển chim sắt, chinh phục bầu trời. Trong tiết mục Chuyện đời tôi hôm nay, phóng viên Thu Hương và Huỳnh Lâm mời quý khán giả gặp gỡ nữ phi công duy nhất trong một hãng hàng không mới của Việt Nam, đó là Nguyễn Trần Diệu Thúy. Thì luôn luôn ấp ủ rằng là 18 tuổi sau khi học xong cấp 3, Diệu Thúy hy vọng mình có thể là có thể đủ lông đủ cánh là rời xa bố mẹ để một vùng đất xa hơn một tí, có thể là tìm thấy ước mơ của mình. Bởi vì sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, Diệu Thúy luôn có ước mơ là khát khao là sẽ tìm kiếm một công việc không những mình thích nhưng mà có thể có thu nhập tốt. Thử thực là tính cách của Diệu Thúy có phần một phần là hơi cá tính và hơi nam tính. Thì sau khi suy nghĩ và tìm hiểu thì Diệu Thúy nghĩ rằng là ngành an toàn lao động, là kỹ sư an toàn đã là ngành phù hợp với mình nhất, thì quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm ước mơ. Công việc đầu tiên của mình chính là phục vụ nhà hàng. Mình làm thêm lúc thời sinh viên và sau đấy mình kết hợp với hai công việc nữa, đó là bán hàng trong siêu thị và làm gia sư. Tuy nhiên thì trong một lần may mắn, Thúy được một người bạn cho là cái vé xem phim Cánh Diều Vàng. Thì chỉ là vô tình thôi, hôm đấy Thúy đến xem để xem cái lễ trao giải Cánh Diều Vàng nó xảy ra như thế nào. Sau khi buổi lễ kết thúc, nhìn thấy Diều Thúy, đạo diễn Lê Minh đề nghị là ngày hôm sau em có thể đến casting cho em một vai là cô gái Hờ Mây, vai chính, vai dân tộc. Bởi vì lúc đấy là làn da của Diều Thúy là da ngăm, đôi mắt đen, lông mày đen, nhìn rất là giống với nhân vật mà anh Lê Minh đã tìm kiếm. Diệu Thúy cũng hơi lưỡng lự một tí bởi vì mình chưa bao giờ đứng trước máy quay. Không biết là mình có thực sự làm được công việc này không? Nhưng mà không có gì là không thể, Diệu Thúy vẫn cứ thử và may mắn được trúng tuyển. Cơ hội để đến một cách bất ngờ và không những mang đến cho Thúy niềm vui còn mang đến cho Thúy cả thu nhập tốt, giải quyết những vấn đề nan giải về kinh tế của một sinh viên nghèo. Thúy làm được 8 phim và trong đó có 6 vai chính. Anh cũng có chuyện muốn nói với Hờ Mây. Nhà Hờ Mây mượn tiền người ta nhiều vậy? Hồi ba bệnh rồi bà ngoại bệnh. Thời gian còn học đại học, Diệu Thúy bén duyên với điện ảnh truyền hình một cách tình cờ. Cô đã tham gia những bộ phim như Dốc Sương Mù, Huyền Thoại 1C, Những Mảnh Đời Trong Bão, Đồng Tiền Đen, Bên Kia Sông. Với lối diễn xuất mộc mạc, chân thành, vừa qua trường lớp, mỗi vai diễn đều để lại ấn tượng tốt cho khán giả. Tuy nhiên, Thúy có hứa với bố mẹ rằng là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ngưng làm diễn viên và làm đúng công việc mà ngành học của mình đã chọn. Để theo truyền thống của gia đình, ngừng công việc diễn viên là một quyết định vô cùng khó khăn. Bởi vì khi ai đã từng làm diễn viên rồi sẽ hiểu được cảm giác đứng trước máy quay là tuyệt vời thế nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệu Thúy theo lời cha mẹ rút lui khỏi sự nghiệp diễn để trở thành kỹ sư, làm bạn với máy móc, với thiết bị công nghệ. Chính tính cách mạnh mẽ đã giúp Thúy quyết định việc này một cách dễ dàng. Thử thực là công việc rất là vất vả. Mỗi ngày Thúy phải dậy vào lúc 5 giờ sáng và về nhà lúc 8 giờ tối. Thúy làm việc quần quật mà không hề có thời gian cho bản thân, không hề có thời gian cho bạn bè và cũng không có thời gian cho gia đình. Thì sau khoảng nửa năm như thế, Thúy cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình trôi qua đi mỗi ngày một cách vô vị. Và Thúy cảm thấy rằng là đấy không phải là điều mình muốn. Thúy mềm dàn xin phép bố mẹ và sau đó Thúy ngưng công việc. Thúy nhận một công việc khoảng ở nước ngoài, đó là tiếp viên hàng không. Lúc đấy Thúy nghĩ rằng tuổi trẻ mình cần phải nhìn thấy thế giới vì muốn tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và ngôn ngữ của các nước bạn để có thể thấy được rằng thế giới thực sự đang sống như thế nào. Mình mở mang tầm nhìn của bản thân và mình có thể trau dồi thêm kiến thức. Thực ra là Thúy có ý định muốn học phi công ngay từ những ngày đầu
đã làm việc cho hãng hàng không của nước ngoài. Hãng hàng không Etihad có quy định là 3 chuyến bay đầu tiên của nhân viên mới sẽ được phép ngồi trong buồng lại và được nhìn thấy phi công làm việc. Thủy đã từng là kỹ sư thì Thủy có thể hiểu được máy móc nó đang vận hành như thế nào. Thế là bà cơ trưởng mới bảo là năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, mà cháu 24 tuổi, sao con không mình dàn để học phi công đi. Ước mơ trở thành phi công chinh phục bầu trời ngày càng cháy bỏng. Sau một thời gian tích lũy tài chính, Thủy bắt đầu thực hiện ước mơ, cũng là canh bạc đầy rủi ro. Thủy đã tìm hiểu, Thủy thì thấy rằng trường bay Việt là ngôi trường đào tạo kiến thức vững chắc cho phi công. Trường này đào tạo thực sự là khó, nhưng mà một phi công được đào tạo khó sẽ trở thành một phi công tốt. Sở dĩ rất ít phụ nữ bước chân vào ngành phi công, vì đây là một công việc đòi hỏi thể lực rất cao, nhưng đối với Diệu Thúy, chỉ cần có niềm tin và sự quyết tâm, cô sẽ đối diện được với mọi khó khăn. Bố rất là mong muốn con gái có thể là ổn định, lấy chồng, sinh con và sống như những người phụ nữ bình thường, là có một gia đình ổn định. Nhưng Thủy không hề có cảm thấy điều đó là phù hợp với tính cách của Thủy. Thì sau khi thuyết phục bố thì bố cũng đồng ý. Tất nhiên bố biết rằng là sẽ không cản được Thủy đâu, bởi vì một khi Thủy đã quyết định rồi thì sẽ không ai cản được Thủy. Những gì mà các bạn nam làm được, các bạn nữ hoàn toàn có thể làm được. Có một cô gái gửi một cái câu hỏi đến tôi và muốn trở thành phi công. Thì lúc đó đối với tôi chỉ biết rằng qua tự giới thiệu thì đây là một cô gái đang làm tiếp viên hàng không của một hãng hàng không ở Trung Đông, là một hãng hàng không rất là lớn, có một nguyện vọng trở về Việt Nam để học trở thành phi công. Là làm thế nào để trở thành một phi công chuyên nghiệp? Con đường đó tôi không dám hứa với bạn đó là dễ, tôi không hứa với bạn đó là nhanh, tôi không hứa với bạn đó là rẻ. Tôi chỉ hứa bạn đó là chắc chắn là con đường tốt nhất và chất lượng. Và khi bạn quyết định một ngày đẹp trời đã trở về Việt Nam trực tiếp gặp tôi, thì tôi hiểu rằng đây là một bạn gái có quyết tâm và đặc biệt là có nghị lực để chấp nhận sự thử thách trở thành phi công. Thì tôi đặt ra cho con người quyết tâm là làm thế nào hãy chứng minh quyết tâm đó bằng việc thi đỗ tất cả các môn lý thuyết trong một lần thi. Bởi vì chương trình rất nặng, rất khó, nhưng đặc biệt là rất quan trọng cho một cái nền tảng để trở thành một phi công chuyên nghiệp. Diệu Thúy đã giữ được lời hứa của mình trong cuộc thử thách đầu tiên để vượt qua môi trường học lý thuyết. Sau đó thì Diệu Thúy đã quyết định là chọn một trường học ở Mỹ và đi học bay ở bên đó. Kể học viên nào sau khi học lý thuyết tại trường bay Việt đều chuyển tiếp ra nước ngoài thực hành học lái. Diệu Thúy tiếp tục hành trình mới đầy thử thách và gian nan, mà với cô đó là khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế. Bởi nếu không nỗ lực thì tiền học phí sẽ rất cao. Diệu Thúy sắp xếp cuộc sống một cách khoa học để dành toàn bộ thời gian học thực hành chăm chỉ và tập trung nhất. Vấn đề khó khăn nhất đó là kinh tế. Mức sống ở nước ngoài quá cao và mọi thứ Thủy phải chi trả hoàn toàn là đắt đỏ. Bởi vậy Thủy phải sống vô cùng tiết kiệm để có thể là sử dụng cái số tiền của mình một cách khoa học nhất. Thủy đi học bằng xe đạp, Thủy ăn cơm tự nấu và Thủy đến chợ mua từng món rau, món củ để tưới sống, để có thể nấu cho mình một bữa cơm vừa đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể đảm bảo sức khỏe để đi bay mà vừa đảm bảo được cái sự kinh tế. Đó là cái vấn đề khó khăn nhất. May mắn là cô được một giảng viên giỏi theo sát và hoàn thành 3 bằng bay khác. Sau đó Thúy tiếp tục lấy thêm các bằng tại Việt Nam và châu Âu trước khi trở thành phi công máy bay thương mại đầu năm 2019. Thủy đã trực tiếp đến gặp thầy hiệu trưởng. Thủy đã bày tỏ với thầy rằng cái nỗi lòng của mình đàn em rất là có sự hạn chế về kinh tế.
nên em muốn thầy có thể giúp đỡ em tìm một người thầy thật tốt có thể giúp em học tốt, tiếp thu tốt, trở thành một phi công tốt. Và sau khi thầy hiểu ra được vấn đề thì Thủy đã tìm được một người thầy rất là giỏi. Và hai thầy trò, một người dạy và một người học rất là ăn ý với nhau. Cuối cùng thì thầy đã từng bước dẫn Thủy đến cái điểm Thủy cần phải đến, đó là trở thành một phi công thương mại. Hạnh phúc nhất đối với Diệu Thí là ra đi để trở về quê hương, được tung bay trên bầu trời Việt, nơi có ngôi trường đã đào tạo những phi công giỏi cho Việt Nam và khu vực, đã giúp Diệu Thúy chắp cánh những ước mơ cho tương lai. Là phi công nữ có rất là nhiều khó khăn để cân bằng giữa gia đình và công việc. Đối với mỗi người phi công, khi đã làm mẹ thì phải luôn dành thời gian cho con cái của mình. Thì đấy cũng là một điều rất là khó khăn. Để chọn lựa việc công việc và con cái, chọn lựa giữa gia đình và con và công việc luôn luôn là một bàn cân không hề cân sức tí nào. Và hiện tại cái điều này vẫn đấy trăn trở, là điều trăn trở của Thủy. Thủy vẫn đang hàng ngày suy nghĩ lúc nào là thời điểm tốt để mình có thể dừng lại thực hiện thiên chức làm mẹ và sau đấy là tiếp tục bay để thực hiện cái đam mê của mình. Chị cảm thấy rằng được bay là một cảm giác tuyệt vời, cảm giác tự do, cảm giác mình mạnh mẽ. Đối với những người đã xa quê hương, luôn luôn sẽ hướng con tim về tổ quốc. Bản thân Thủy cũng như thế thôi. Thì khi Thủy đã xa quê hương nhiều năm, Thủy sẽ cảm thấy rằng là đã đến lúc mình nên trở về tổ quốc, làm một điều gì đấy cống hiến cho tổ quốc. Sau đấy Thủy có muốn đi đâu nữa thì Thủy cũng sẽ không cảm thấy rằng là có một chút ái nãy hay một chút nặng lòng. Bởi vì dù sao đấy cũng là nơi Thủy đã sinh ra và lớn lên. Thật ra không có sự khác biệt nào giữa phi công nam hay nữ. Sự đòi hỏi trong công việc là như nhau. Làm phi công phải có năng lực và sự chuyên nghiệp. Diệu Thí là người như thế, một phi công có thực lực. Trên thực tế, cô ấy là phụ nữ. Có lẽ sẽ có ít nhiều áp lực hơn vì việc này của nam giới là chính. Trong quá trình đào tạo, xung quanh cô ấy toàn là nam, nhưng cô ấy vẫn bật lên là người giỏi. Cô ấy đã hoàn thành khóa huấn luyện để trở thành phi công, với kết quả thậm chí tốt hơn cả các bạn nam. Một thống kê cho thấy số lượng nữ phi công trên thế giới chưa tới 5%. Một con số chênh lệch so với các đồng nghiệp nam giới. Nhưng câu chuyện của Diệu Thúy đã tạo động lực cho nhiều bạn nữ mạnh dạn theo đuổi nghề phi công, vốn được xem là cánh cửa hẹp đối với phái đẹp. Thủy muốn gửi đến một thông điệp đến các bạn trẻ nói chung và các bạn nữ nói riêng. Nếu chúng ta muốn phát triển, chúng ta cần phải mạnh mẽ để thay đổi. Chỉ cần bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì bạn có thể tìm kiếm được bản thân. Đối với các bạn nữ, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta là phải yếu, chúng ta chỉ là phải đẹp. Những nỗ lực từ niềm đam mê của Diệu Thúy đã chứng minh được sự bản lĩnh và thành công sẽ đến nếu chúng ta có ý chí và quyết tâm.